Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Ford Everest phiên bản Titanium à, Một cầu sản xuất vào năm 2021 tên tư nhân Một chủ chạy với quãng đường là hơn 3 vạn km Full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng Một dàn nốt của chiếc xe đều theo xe Các chi tiết tổng quan về nội và ngoại thất của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi nơi, có hỗ trợ thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Những đường nét của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo chi tiết cùng em từ những hệ thống đèn chiếu sáng mặt ca lăng hay là những phần cản trước của chiếc xe để mình cùng tham khảo và đánh giá tổng thể về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đang có mặt tại cửa hàng. Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 57 61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Với khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.0 Bitubo một cầu nên cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng rất là tuyệt vời với những anh chị và các bạn đam mê về máy dầu. Thì đây là một sự lựa chọn rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc trong cái tầm tiền của chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium một cầu 2021 959 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cũng như là mua xe trả góp. Thông tin cụ thể chi tiết anh chị bạn có thể liên hệ em. Những đường led về máy móc của chiếc xe thì em cũng quay sơ qua cho anh chị và các bạn cùng tham khảo và đánh giá tổng thể về chất lượng của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể an tâm mua xe về sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà mình tin tưởng để mình có thể tránh được những cái rủi ro về xe tay lại cấm nước mà nên cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những đường nét tổng quan về phần mâm nốp của chiếc xe hay là những phần chi tiết bậc lên xuống của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng theo dõi. Khi quá trình em quay mà anh chị và các bạn chưa xem rõ phần nào, mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo. gương kính chỉnh điện, thích hợp báo rẽ có cảnh báo vượt trên gương, tay nắm cửa được mà ốp bảo vệ chống xước đầy đủ. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua những cái chi tiết tổng thể ở phía sau đây. Những đường led của chiếc xe thì nó vẫn rất đẹp từ nước sơn si đến những phần mép lối mép cản hay là những cái tính năng an toàn ở phía sau như là hệ thống đèn chiếu sáng hậu này. Rồi những cái chi tiết như cảm biến, cam lùi và cốp của chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống cốp điện, có gạt mưa, đèn cảnh báo trên cao, dán kính, thảm trải sàn, ba chủ nâng cấp hết rồi. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng đánh giá về cái độ rộng rãi cũng như là tiện nghi bên trong nó có những gì cho anh chị và các bạn. Với một cái không gian khi mà anh chị và các bạn gặp hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ có một cái mặt phẳng để mình chứa được rất là nhiều đồ. Hệ thống gập điện của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như gập điện ghế hàng ghế thứ ba. Những đường nét tổng quan về không gian khoang cốp thì em cũng quay chi tiết cụ thể cho các bác. Những đường nét về hệ thống keo chỉ ốc ác của chiếc xe, những điểm để mình có thể đánh giá được xe có bị đâm va hay sửa chữa gì không anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em những cái chi tiết em quay đây những điểm tổng thể chi tiết của chiếc xe để các bác có thể dễ dàng nhận định và đánh giá tổng thể của chiếc xe này thì nó vẫn còn giữ được trong cái tình trạng rất là hoàn hảo và sau đây thì em sẽ lại đi vào chi tiết không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em từ những phần hệ thống cánh cửa với keo chỉ này đinh tán hay là hệ thống khu vực tap ly cánh cửa Đấy, những cái chi tiết của nó thì vẫn rất là hoàn hảo anh chị ạ với ghế ngồi của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị bạn hệ thống ghế da nó rất là mềm và mịn ngồi rất là dễ chịu có đục lỗ thông hơi có trang bị ba tự đầu giảm chấn này hệ thống cửa gió điều hòa thì nằm trên nóc chân những đường led về hệ thống ngoàm cửa hay là những cái chi tiết thảm trải sàn chính giữa thì nó có các cổng sạc cũng như là hệ thống điều chỉnh gió, ấy. các chi tiết nó rất là hoàn hảo từ cánh cửa, cánh lái đến cánh phụ của chiếc xe. Với cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ có tích hợp hệ thống loa rồi là hệ thống phím điều chỉnh chức năng à, lên xuống kính hay là hệ thống uh... bên trong đây thì nó có sẽ chỉnh gương gần cạnh vô lăng hay là hệ thống chỉnh đèn vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng với rất nhiều các tiện ích mang lại cho anh chị và các bạn có thể tập trung lái xe an toàn trên đường phía sau thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là cụm đồng hồ hiển thị vòng tua này rồi là hệ thống tốc độ cũng như là mức tiêu hoa nhiên liệu hay là những cảnh báo màn hình của chiếc xe này đã được nâng cấp lên màn hình Android rồi anh chủ anh tiến cũng đã nâng cấp cho chiếc xe như là hệ thống cam hành trình đầy đủ hết cho các bác hệ thống đề nổ start top này vô cần số này những cái chi tiết trang bị là cần số dọc hệ thống phanh thì vẫn sử dụng là phanh cơ thôi à, đấy những cái chi tiết tổng thể về không gian khoang hành khách em về đến khoang lái của chiếc xe em đã quay đầy đủ và chiếc Ford Everest phiên bản Titanium một cầu 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn mức giá mươi 959 triệu giá lại cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ và thủ tục sang tên di chuyển xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ